Dạ em Tùng, chào anh em. Thì hôm nay mình về cây cưa xích 60V DCCS670. Hàng này hàng cũ, cái lưỡi xích của nó là 40cm ha, 16 inch. Cái này hàng Mỹ về, nó nguyên zin. Và tốc độ của nó là 15m trên giây, 15m trên giây cũng khá là dữ ha. Nó tương đương với 52cc, 52cc anh em ha. Rồi đó thì sử dụng pin của nó là 60V, 60V ha. Những anh em có pin rồi, có pin 60V rồi thì mình sử dụng cây xích này ha. Rồi ok, hàng này hàng cũ, nguyên zin, động cơ không chở than. Cái này anh em đi khai thác được luôn ha. Và nó cũng 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 tương đương với 52 sơ sơ, cũng khá là dữ ha. Và nó khóa đây, và mở khóa. Rồi thì xích, lưỡi xích này là lưỡi phổ thông. Cái này thì tăng xích, tăng tăng giảm xích. Cái này mở ra, ok anh em. Và chỗ này thì mình đổ nhớt. Rồi chỉ có 3 triệu thân máy này, tôi test cho anh em ha. Đó, nó có thắng luôn ha anh em ha. Đây, thợ không chửi than. Rồi cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Thì cây cưa xích này chỉ có 3 triệu, quá rẻ. Nếu mà cây này mới trăm trăm thì nó là 6 triệu rưỡi. Bên em Tùng có mới trăm trăm luôn. Và cây này cây cũ thì anh em lựa chọn. Cảm ơn anh em. Khóa lại mất ha. Mở ra.